Tiếp nối chương trình hôm nay, Hồng Nhi xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những mẫu xe off-road danh tiếng trên toàn cầu đã có mặt tại Việt Nam, chiếc Land Rover Defender thế hệ mới. Hồng Nhi xin chào quý vị khán giả của chương trình Trong Thế Giới Xe. Gần đây thì thị trường ô tô Việt Nam thường hay nhắc đến một cái tên vừa quen mà vừa lạ, đó chính là Land Rover Defender, một mẫu xe off-road huyền thoại đến từ Anh. Vậy thì điều gì làm nên chất off-road huyền thoại đó, và trải qua một thời gian dài phát triển thì mẫu xe Land Rover Defender thế hệ mới này sẽ có những điểm giống và khác như thế nào so với chính nó ở những năm trước đây? Thì ngay bây giờ Hồng Nhi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Uyên Tùng, là chuyên gia sản phẩm của hãng xe, và anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về mẫu xe Land Rover Defender thế hệ mới này nhé. Hồng Nhi xin chào anh. Chào em, xin chào quý vị khán giả. Thì thay mặt Land Rover Việt Nam thì Tùng sẽ giới thiệu một số những cái đặc điểm đáng chú ý về xe Land Rover Defender mới. Và quý vị cũng đã thấy là Hồng Nhi với anh Tùng thì đang ngồi trong một cái không gian rất là đặc biệt, là trong một chiếc xe Land Rover Defender như thế này. Thì bây giờ là Hồng Nhi sẽ nhờ anh Tùng sẽ lái thử và chúng ta cùng vừa trải nghiệm vừa trò chuyện để xem là ở thế hệ mới của Defender có những gì đặc biệt quý vị nha. Như Hồng Nhi cũng giới thiệu là với dòng xe Defender thế hệ mới này á, thì không biết là nó có cái điểm giống và khác gì so với chính nó ở những năm trước đây ha, nó có sự cải tiến gì? So với lại Defender thế hệ trước đây thì Defender mới đầu tiên là được kế thừa những cái đường nét thiết kế đặc trưng mang tính DNA của Defender. Ví dụ như là mọi người có thể thấy là cái thiết kế của xe rất là vuông vức và rất là thực dụng. Ngoài ra là những cái đường nét đặc trưng của Defender trước đây đều được giữ nguyên trên xe Defender mới. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là trên xe có cái cửa sổ Alpine ở hàng ghế thứ ba để giúp cho mình ngồi trong xe mình có thể quan sát từ bên ngoài, cũng như là lấy được ánh sáng vào bên trong nội thất để giúp cho nội thất nó thoáng đãng hơn. Ngoài ra chúng ta có thể thấy là ở Defender mới là có cái khoảng cách từ trục trước đến và trục sau đến hai cái phần đầu và đuôi xe rất là ngắn, hỗ trợ cho việc là vận hành trong cái điều kiện địa hình khắc nghiệt. Và ngoài ra là một cái điểm nữa ở xe Defender mới mà kế thừa ở thế hệ trước, đó là cái cửa xe đằng sau sẽ mở ngang và cái bánh sơ cua được treo đằng sau. Và ngoài ra mình có thể thấy là phía trên nắp capo mình có thể thấy có hai cái điểm mà chống trượt để giúp cho khách hàng có thể bước chân lên đó và có thể là ngắm cảnh hoặc là ghi hình vân vân khi mà chúng ta đi dã ngoại hoặc là đi các cái hành trình khám phá vân vân. Khi mà nói đến Defender thì chắc chắn là người ta sẽ không thể mà không nhắc đến là cái khả năng đi địa hình nó đã quá nổi tiếng rồi. Vậy thì với cái thế hệ Defender mới này thì nhà sản xuất họ đã trang bị cái công nghệ gì cho cái mẫu xe thế hệ mới, và cụ thể là phiên bản 110SE này? So với thế hệ trước thì Defender mới này được bổ sung thêm rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại, ví dụ như là công nghệ phản ứng địa hình thế hệ thứ hai, có bổ sung thêm một chế độ đó rất là đặc biệt mà lần đầu tiên xuất hiện trong ngành ô tô, đó là chế độ lội nước để hỗ trợ cho người lái khi mà vượt qua những cái cung đường ngập. Và bên cạnh đó thì ở Defender 110 sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén để giúp cho chúng ta có thể chọn được cái chiều cao và gầm xe theo ý muốn, hoặc là xe sẽ tự động thích ứng và tăng giảm chiều cao khi chúng ta chọn các cái chế độ vận hành địa hình. Ví dụ như khi mình chọn chế độ lội nước thì xe sẽ tự động nâng gầm lên tối đa để giúp cho xe có thể lội nước được cái khả năng ở mức tối đa là 900mm. Và ngoài ra là ta có thể có thêm một cái chế độ là chế độ tùy chỉnh cái hệ thống phản ứng địa hình để mình có thể khóa V-Sign, mình cài đặt được những cái khả năng vận hành về hộp số, về ga để mình có thể vận hành địa hình theo đúng cái mong muốn của người lái. Vậy thì em cũng thắc mắc là không biết rằng là với những cái tính năng đó thì anh có suy nghĩ như thế nào về mẫu Defender thế hệ mới này, nó phù hợp với cái những cái địa hình tại Việt Nam mình hay không? Mình thấy là ở về địa hình Việt Nam mình, trong điều kiện sinh hoạt ngày thì Defender rất là phù hợp với việc là ví dụ như trong trường hợp mà mình đi vào mưa mà những cái đường cũng được ngập nước thì hầu hết cái xe dòng xe hàng sang khác mình sẽ gặp vấn đề với đó. Tuy nhiên ở Defender thì ngập nước không phải một cái rào cản nào đối với Defender, tại vì xe Defender có khả năng là lội nước gần như tốt nhất trên thị trường xe ô tô hiện nay. Và ngoài ra là khi mà chúng ta đi cung đường xấu
hoặc là mình sử dụng vào cuối tuần để đi dã ngoại hay cắm trại, Defender đều rất là hợp lý, phù hợp, tại vì xe có khả năng có thể chinh phục được bất kỳ một cái địa hình khó khăn nào. Khi mà Nhi ngồi trong khoang cabin này cảm thấy rất là rộng, rất là thoải mái. Cái không gian nó rất là thoáng ấy, giống như là anh Tùng nói là ở sau nó có cái cửa sổ hai bên, nó làm cho cái không gian của mình nó sáng hơn và mình ngồi mình cũng cảm thấy thoải mái nữa. Thì cái nội thất của mẫu xe Land Rover Defender thế hệ mới này nó có cái gì khác biệt không anh? Đồng chí có thể thấy là cái không gian, cái táp lô ở phía trước nó gần như là nó lộ thiên ra ngoài hết, gần như là sẽ không có một cái miếng ốp nhựa nào trong toàn bộ cái nội thất. Và một cái điểm đặc biệt thứ hai là ở cái vật liệu của xe thì Hồng Nhi có thể thấy là cái vật liệu là đều là những chất liệu rất là đặc biệt, rất là bền bỉ, để đảm bảo là xe có thể sử dụng bền bỉ qua thời gian, cũng như là phù hợp với những cái vật mà khả năng vận hành địa hình khắc nghiệt nhất. Và cái đặc điểm thứ ba nữa là Hồng Nhi có thể thấy là cái ghế ngồi ngoài bọc da thì còn có được những cái chi tiết vị trí rất đặc biệt đã được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và được bọc bằng vải và rất là bền. Đây là những cái điểm mà rất là dễ sờn rách nếu mà chúng ta sử dụng qua thời gian dài. Nhưng mà một ưu điểm của nó là mình cảm thấy nó ngồi rất là êm, rất là thoải mái. Đúng rồi. Rồi một đặc điểm kế tiếp đó là xe rất là nhiều cổng sạc khác nhau. Từ cổng USB, Type-C, Type-A cho đến các cổng nguồn 12V, tất cả các cổng sạc được rải đều qua ba hàng ghế. Và cái đặc điểm kế tiếp trong nội thất mà nó rất là đặc biệt so với các xe khác đó là chúng ta có thể chọn được cái cấu hình ghế ngồi phù hợp nhất với lại nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình. Lấy ví dụ, Hồng Nhi có thể thấy đây là một cái tựa tay trung tâm, nhưng mà mình có thể tùy chọn là mình bỏ nó đi để mình tạo ra một cái lối đi giữa hai hàng ghế, tạo sự gần gũi với gia đình với nhau. Hoặc thêm một cái tùy chọn nữa là thay vì chúng ta chọn cái này thì chúng ta có thể chọn một cái ghế phụ ở giữa để cho tạo sự gắn kết trong gia đình, đó là ba mẹ và đây là con sẽ ngồi giữa. Ngoài ra còn một cái giải pháp thứ ba nữa là mình chọn hàng ghế thứ ba giống như cái xe demo mình đang đi đây, đó là cấu hình là 5+2 chỗ ngồi. Vô lăng thì có điều gì đặc biệt không anh? Vô lăng này thì có rất là nhiều cái nhiều chức năng, cái nút tiện ích và tập trung và rất là dễ sử dụng để giúp cho người lái có thể điều khiển được xe mà đảm bảo được cái sự tập trung. Và còn một điểm rất là đặc biệt nữa mà Tùng muốn giới thiệu cho Hồng Nhi và cho tất cả mọi người trên chiếc xe này, và nó khác biệt hết so với tất cả các xe còn lại, đó là Hồng Nhi có thể thấy cái ở dưới chân mình, cái sàn xe này được làm hoàn toàn bằng nhựa. Thì cái điểm đặc biệt này là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng đi địa hình, đi qua địa hình xấu, đi qua đường ngập nước mà chúng ta không phải lo lắng về việc là cái xe nó sẽ bị thấm nước vào bên trong xe. Rõ ràng là chiếc Defender thế hệ mới này thực sự nó có rất là nhiều những cái điểm khác biệt về nội thất so với những cái phiên bản cũ. Và tất cả những cái điểm khác biệt này nó đều có cái sự cải tiến để phù hợp với cái nhu cầu và cái địa hình cũng như là những cái nhu cầu sử dụng khác nhau của mỗi người, mỗi khách hàng. Như là anh Tùng nói là cái vẻ ngoài của nó khá là cứng cáp và nó khá là vuông vắn, cho nên là bây giờ không biết là cái điểm mà ngoại thất của nó thì có cái điều gì khác biệt và đáng lưu ý so với thế hệ trước á, thì Defender mới có rất là nhiều những cái điểm đáng chú ý. Ví dụ như là về đèn xe, thì đèn xe của xe Defender mới được trang bị công nghệ LED toàn phần. Bên cạnh đó mình có thể tùy chọn công nghệ LED ma trận để giúp cho chúng ta mang lại cái hiệu quả sử dụng ánh sáng tốt hơn trong điều kiện trời tối. Xe Defender mới được thiết kế ngoại thất để phù hợp hơn với lại những cái tiêu chuẩn an toàn hiện đại. Ví dụ như là cái phần đầu xe sẽ được bên Euro NCAP duyệt cái có khả năng bảo vệ người đi bộ. Cái phần đầu xe cũng như là phần đuôi xe sẽ hỗ trợ tốt hơn cho chúng ta khách hàng trong trường hợp mà xảy ra va chạm. Ngoại thất của xe Defender mới cũng được thiết kế rất là nhiều những cái điểm để mà phù hợp với các loại phụ kiện. Ví dụ như ở cửa sổ hàng ghế thứ ba, chúng ta có thể thấy hai cái điểm chờ để chúng ta có thể gắn được một cái hộp đựng đồ ở bên ngoài, ở bên phía phụ, và bên phía tài xế thì chúng ta có thể gắn được một cái thang xếp. Và ngoài ra ở trên mui thì chúng ta có thể trang bị một cái giá chở hàng thấm hiểm và một cái tùy chọn chính hãng từ nhà cung cấp từ Land Rover, đó chúng ta có thể trang bị một cái lều phía trên mui, hoặc là mình trang bị một cái lều ở dưới mặt đất. Bên cạnh đó thì Land Rover còn cung cấp một cái tùy chọn, đó là cái ốc thở để đưa cái cửa hút gió lên cao như đang được trang bị ở xe demo, để hỗ trợ chúng ta đi địa hình
mà nhiều bụi và cát hoặc là khi đi trên đường ngập nước. Những cái thiết kế này thì nó rất là phù hợp cho cái việc là trong những cái chuyến dã ngoại của gia đình, của người thân của mình, mà vừa đảm bảo sức khỏe mà cũng như là đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu khi mà chúng ta đi nghỉ dưỡng hay là có một cái hành trình dài anh ha. Tuy nhiên là khi mà bỏ một số tiền lớn ra để mà mang về một chiếc xế hộp mà mình yêu thích, thì không chỉ là ngoại thất nè, nội thất hay là cả khối động cơ, mà cái tính năng an toàn cũng là một cái điều mà các khách hàng họ luôn lưu ý. Và anh Liên Tùng cũng đã có chia sẻ là với mẫu xe Defender thế hệ mới này, cụ thể là phiên bản 110, cũng đã được đánh giá mức độ an toàn 5 sao đến từ Android Cup. Và đây cũng là một cái điều mà rất là tốt đối với một mẫu xe thế hệ mới này. Và quý khán giả nào mà đang quan tâm về một mẫu xe với những cái tính năng an toàn thì có thể hoàn toàn yên tâm với mẫu xe Defender này. Vậy thì với những cái tính năng an toàn của Defender thế hệ mới này thì mình có thể trải nghiệm được gì không anh? Nó cụ thể như thế nào ạ? Nói về tính năng an toàn của xe Defender mới thì đầu tiên mình sẽ nói về cái an toàn thụ động. Thì về an toàn thụ động thì xe Defender được trang bị một cái khung xe rất là đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện trên xe Land Rover. Nên khung xe này nó cứng vững gấp 3 lần so với là một cái khung xe thông thường, và được thử nghiệm ở các cái điều kiện khắc nghiệt nhất trên thế giới hiện nay. Và ngoài ra thì cái về cái tính năng an toàn thụ động thì xe Defender được trang bị 6 túi khí cũng như là rất là nhiều những cái công nghệ hỗ trợ như là hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, cũng như là những cái tính năng như là khi chúng ta giám sát va chạm phía sau, ví dụ như khi chúng ta lùi xe mà có vật cản nằm trong điểm mù đang đến mà người lái không hành động thì xe sẽ tự phanh. Ngoài ra là tất cả những cái công nghệ an toàn khác tiêu chuẩn của ngành công nghiệp ô tô thì đều được trang bị trên xe Defender mới, rất là đầy đủ. Rồi về an toàn chủ động thì xe sẽ được trang bị một số các tính năng an toàn như là hệ thống phanh khẩn cấp phòng ngừa va chạm ở tốc độ cao cũng như là tốc độ thấp, hệ thống phát hiện các cái phương tiện ở điểm mù, hoặc là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hoặc là hệ thống phương tiện hệ thống hỗ trợ người lái là tránh cái phương tiện ở điểm mù đang đến. Và cũng như là có một hệ thống nữa xuất hiện trên Defender mới lần đầu tiên, đó là hệ thống thông báo cho các xe ô tô phía sau để tránh va chạm trong trường hợp là các xe phía sau đang đến gần mà xe phát hiện ra là có thể xảy ra tình huống va chạm thì xe sẽ cảnh báo các phương tiện đó để cho các phương tiện đó có hành động phản ứng kịp thời để phòng ngừa va chạm. Và hiện nay hôm nay thấy là trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những hãng xe sang mà có cái khả năng đi địa hình rất là tuyệt vời, vì vậy là cái tính cạnh tranh của nó rất là cao. Thì Land Rover có những cái chính sách như thế nào cho các khách hàng khi mà họ có sự quan tâm với những cái dòng xe của mình? Khi mà mình sở hữu xe Land Rover Defender thì đầu tiên mình sẽ được hưởng chính sách bảo hành là 3 năm hoặc 100.000 km. Ngoài ra thì khách hàng có thể có cơ hội mua thêm cái gói gia hạn bảo hành thêm 2 năm. Và ngoài ra thì trong suốt cái thời gian sử dụng là 5 năm đầu tiên thì khách hàng hoàn toàn là được hưởng chính sách cái gói bảo dưỡng 5 năm và không phải mất thêm chi phí, cũng như là rất là nhiều những cái chương trình chăm sóc dành cho khách hàng. Và Land Rover thì luôn có những chính sách và những ưu đãi cũng như là những cái dịch vụ tốt nhất để đáp ứng cho tất cả những nhu cầu của các khách hàng khi mà quan tâm và tin tưởng đối với Land Rover Defender. Quý vị thân mến, hy vọng là với những chia sẻ của anh Viên Tùng về mẫu xe Land Rover Defender thế hệ mới, cụ thể là phiên bản 110 SE, thì quý vị khán giả đã có cho mình những cái thông tin cần thiết, và đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến hãng xe Land Rover Defender thì quý vị khán giả cũng đã có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý đáp ứng những nhu cầu của chính mình và bản thân mình, và đặc biệt là những cái tính năng an toàn mà xe được trang bị. Một lần nữa thì Hồng Nhi cũng như là anh Viên Tùng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những phóng sự tiếp theo. Yeah.